Ai là người quyết định xây cầu Trường Tiền? Tại sao cầu Trường Tiền còn được gọi là cầu Thành Thái? Tại sao cây cầu xây bằng công nghệ của Pháp do người Pháp thiết kế lại mang tên vị vua đương triều? Bí mật nào ẩn giấu xung quanh câu chuyện xây cầu? Ai mới chính là kiến trúc sư thiết kế và thi công xây dựng cầu Trường Tiền? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong chương trình Giải mã cuộc sống với chủ đề Cầu Trường Tiền và những điều bí mật. Và tôi là Hồng Nhung, người sẽ đồng hành với quý vị khán giả trong hành trình ngày hôm nay. Trường Tiền là cây cầu dài 402,6 mét, gồm 6 nhịp dầm thép hình vành lược, khẩu độ mỗi nhịp 67 mét, khổ cầu 6 mét, được thiết kế theo kiến trúc Gothic nối liền đôi bờ sông Hương. Cầu Trường Tiền hiện nay được xây dựng dưới đời vua Thành Thái. Việc xây dựng cầu Trường Tiền nằm trong tổng thể có một cái ý đồ của vua Thành Thái. Người đã tổ chức lại các cái hệ thống đường phố theo mô hình của một đô thị phương Tây để hình thành cho được cái thị xã Huế, tức là cái sáng Việt Bến Đà Huế vào thời đó, thì phải nối kết hai bờ sông Hương. Chúng ta thường có một cái câu là qua sông lùi đò, nhưng cuối thế kỷ 19, vua Thành Thái đã làm được một cái việc với sự giúp sức của người Pháp là họ đã làm được một cây cầu để bắc qua sông Hương. Và trong suy nghĩ của người dân An Nam, kể cả quan lại Đài Nam thời kỳ đó, đó là một cái chuyện không tưởng, bởi cái khẩu độ của bờ sông nó lớn quá. Đại Nam Thực Lục chép rõ các chỉ dụ của vua Thành Thái về việc này như sau: nhân đức không gì quan trọng bằng gia ân cho dân. Gần đây phàm tiến hành làm các cầu đường là để tiện đi lại cho dân vậy. Nay theo lời Cơ Mật Viện Tâu, nói phía trước sông Hương là quan lộ, thiết nghĩ nên làm một chiếc cầu sắt để tiện thông hành. Kinh phí tốn rất lớn nên còn chờ tính toán chủ biện. Nay toàn quyền Đại Thần Đại Pháp Phù Nam Vương tới kinh, qua bàn định và quyết việc xây chiếc cầu sắt theo kiểu mẫu thứ nhất, bề ngang khoảng 5 thước 2 tấc thước Tây, lần lượt chi tiền kho 190.000 đồng để xây dựng. Do quy mô và tính chất hệ trọng của công trình, nên phải đến năm Đinh Dậu 1897, hai phía mới có cuộc hội thương quyết định nhân dịp toàn quyền Paul Duhme tới Huế. Triều đình Huế trích giao 190.000 đồng cho phía Pháp nhận làm, số còn thiếu do Pháp đảm nhận và bộ công chuẩn bị những vật liệu cần dùng. Cái lúc xây dựng thì để nhấn mạnh đến cái tượng trưng cho vương triều Việt Nam thì Pháp đã đặt tên cầu là cầu Thành Thái. Trải qua bao cuộc chiến tranh, thiên tai rồi thăng trầm của lịch sử, cây cầu vẫn vững chãi, giúp cho người dân đi lại thuận tiện qua sông Hương như mong muốn ban đầu của vua Thành Thái. Việc xây cầu sắt khi ấy là một bước đột phá trong công nghệ xây dựng của người Việt về mặt kiểu dáng và sử dụng vật liệu xây dựng. Bởi ở thời điểm đó, kỹ thuật xây dựng của ta còn lạc hậu, chỉ có thể xây dựng cầu gỗ, cầu ngói, cầu đá mà thôi. Tại sao cây cầu xây bằng công nghệ của người Pháp do người Pháp thiết kế lại mang tên vị vua đương triều? Và một điều đặc biệt là trải qua thời gian, qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, thì cây cầu cũng có nhiều tên gọi khác nhau. Báo Tràng An ngày 3 tháng 11 năm 1939 đã có đoạn viết giải thích về tên gọi của cầu như sau. Cầu làm từ năm 1905. Trước kia người ta đã từng dùng những cái tên cao quý mang danh cho nó như sau: cầu Thành Thái, niên hiệu của một vị vua còn tại vị lúc bấy giờ. Cầu Clemenceau chính là danh hiệu của vị thủ tướng nước Pháp. Song người An Nam nói chung và người Huế nói riêng quen gọi cầu với cái tên nôm na giản dị là cầu Trường Tiền. Nguyên trước đó là nơi dùng làm chỗ đúc tiền. Mãi đến năm 1907 khi vua Thành Thái bị đày đi rồi thì mới đặt tên cầu lại là Clemenceau, tên một vị thủ tướng của Pháp. Tuy nhiên, có tên gì đi nữa thì người Huế vẫn thường xuyên
ghi khắc trong tấm khảm là cầu Trường Tiền. Sự ra đời của cầu Trường Tiền lúc đó đã làm thay đổi bộ mặt giao thông truyền thống như thế nào, khi mà phương tiện giao thông chủ yếu khi ấy là đi thuyền, đi ngựa và đi bộ. Đầu thế kỷ 20, cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương đã mang lại bao tiện ích, là biểu trưng của khát vọng hiện đại hóa đất nước. Sự xuất hiện của cây cầu là một trong những nhân tố tiên quyết thúc đẩy giao thông phát triển. Các phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô, phát triển như một sự kết nối, xóa nhòa các khoảng cách từ kinh thành Huế tới các vùng phụ cận. Phương tiện đường bộ là rất kém, và đây là cái cầu đầu tiên xuất hiện trên sông Hương. Nó tiện cho tất cả mọi cái phương tiện lưu thông. Như là một cái phép thử, mà đây là một cái sự thể hiện cái nhu cầu cánh tân của nhà vua, đồng thời một cái sự phối hợp của phía Pháp. Cho nên cái câu chuyện mà làm nên được cái cầu Trường Tiền, nó mang lại một cái lợi ích trên rất nhiều phương diện. Cầu Trường Tiền đã nối hai bờ Bắc Nam, và ở đó nó có một cái trung tâm thương mại là chợ Đông Ba, nơi quy tụ mọi cái kết nối giao thương, khiến các phương tiện ô tô, đường bộ, xe kéo, xe đẩy, nó đã mang lại một cái hiệu suất lao động và một cái sự kết nối. Từ cái bài học của cầu Trường Tiền, nó trở thành một cái những cái mô đun chuẩn, và từ đó hai phía triều đình Đại Nam và phía Pháp đã dần dần gần như là phổ cập để hoàn thiện hệ thống cầu sắt bắc qua các dòng sông lớn, nhất là trên con đường Thiên Lý từ đây đi vào Nam. Từ trước đến nay, rất nhiều người, kể cả giới nghiên cứu văn hóa Huế, vẫn mặc định cầu Trường Tiền do công ty Eiffel thiết kế và thi công. Thế nhưng theo những thông tin mà chúng tôi đã tìm được trong Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí, hay kể cả hồi ký xứ Đông Dương của vị toàn quyền Paul Dormer, đều không nhắc tới ai là tác giả của cây cầu. Vậy, ai là kiến trúc sư đã thiết kế nên cây cầu nổi tiếng này? Lâu nay, các tài liệu viết về cầu Trường Tiền đều ghi một cách chắc chắn rằng cầu Trường Tiền do hãng Eiffel Pháp xây dựng, và cụ thể là kiến trúc sư nổi tiếng Gustave Eiffel, người đã tạo nên tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, thiết kế. Thậm chí trong cuốn Từ điển nhà Nguyễn của nhà nghiên cứu Võ Hương An còn ghi rõ: cầu do công ty Eiffel của Pháp thiết kế và xây dựng. Năm 1897, cầu Trường Tiền được khâm sứ Trung Kỳ giao cho công ty Eiffel thiết kế. Công ty này do kiến trúc sư Gustave Eiffel sáng lập, và trước đó đã nổi tiếng với công trình tháp Eiffel tại Paris. Trong quá trình tìm kiếm, lật dở những tài liệu lưu trữ về cầu Trường Tiền trong các kho lưu trữ trong và ngoài nước, tiến sĩ Trần Đình Hằng và các cộng sự của mình đã tìm ra các tài liệu có thể chứng minh rằng kiến trúc sư Gustave Eiffel không phải là người thiết kế nên cầu Trường Tiền. Ngụp lặn trong một cái kho tư liệu rất là lớn của người Pháp, từ những cái bảng sổ hóa cho tới những cái tập sách mà nó dày cộp và nó mang một cái màu thời gian rất là rõ, thì có những cái thông tin chi tiết ban đầu làm cho mình giật mình. Cái cuộc thi thiết kế cầu Trường Tiền, nó đã được nhận được một cái sự tham gia của 5 cái tập đoàn lớn của Pháp lúc bấy giờ. Một trong số những tài liệu quý mà tiến sĩ Trần Đình Hằng và các cộng sự của mình tìm được thì nhằm đẩy nhanh việc chấm thầu, một ủy ban đặc biệt đã được thành lập, và ủy ban này đã ban hành các nghị định liên quan đến việc đấu thầu xây dựng cầu sắt sông Hương. Thì hồ sơ thầu được chấp nhận ngày 26 tháng 5 năm 1897. Một ủy ban đặc biệt được thành lập để thẩm định các hồ sơ dự thầu. Ủy ban họp tại Huế ngày 15 tháng 10 năm 1897. Năm cái tập đoàn đó đã đem lại 5 cái bản vẽ vô cùng độc đáo, và cái hợp đồng của nhà nước nó ghi luôn là họ đã trả phí cho những người nào hồ sơ nào không được duyệt với một cái mức phí lên tới 1.000, 2.000 đồng quang Pháp lúc bấy giờ để thuộc sở hữu của nhà nước. Khi ấy có 5 hồ sơ tham gia đấu thầu xây dựng. Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban xét chọn thầu, toàn quyền Đông Dương đã phê duyệt dự án của nhà thầu Société Schneider Essien et L'Atelier tại Hà Nội. Và bên cạnh đó thì có 4 hồ sơ bị loại là Société de Levallois-Perret. Đây chính là tập đoàn mà hậu thân của nó chính là tập đoàn Eiffel.
nó có ảnh hưởng rất lớn đối với thiết kế xây dựng cầu Trường Tiền, đó chính là tập đoàn của Daye và Effen. Dự án của Schneider, ACA và Le Terrier được đánh giá là vượt trội so với các nhà thầu khác. Việc xây dựng cây cầu này đã chính thức giao cho nhà thầu vào ngày 23 tháng 1 năm 1897. Schneider ACA et Le Terrier là liên danh của hai công ty. Vào thời điểm đó, Schneider ACA là một trong vài tập đoàn công nghiệp đầu tiên của Pháp đạt đẳng cấp quốc tế. Le Terrier ACA cũng là một công ty của Pháp, là nhà thầu thi công nhà máy nước Yên Phụ Hà Nội vào năm 1894 và sau đó thi công mạng lưới cấp nước cho thành phố Hà Nội. Theo những thông tin trên thì hai ông Schneider và Le Terrier mới là kiến trúc sư thiết kế nên cây cầu Trường Tiền. Vậy tại sao suốt một thời gian dài qua chúng ta lại nhầm tưởng người thiết kế là công ty Eiffel và cụ thể là kiến trúc sư Gustave Eiffel, người nổi tiếng với công trình tháp Eiffel tại Paris? Tiến sĩ Trần Đình Hằng, phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế sẽ phân tích cho chúng ta lý do câu chuyện nhầm lẫn như thế này. Vào năm 1904, ở Huế có một cái trận bão giáp thìn rất là lớn. Thì có bốn cái vài cầu của cầu Trường Tiền nó bị rơi xuống dòng sông. Và lúc đó có cái tập đoàn Daye là đang thi công những cái cầu của sở Hỏa Xa. Thì triều đình và phía Pháp mới mời cái tập đoàn này về để cắt bốn cái vài bị rượt xuống sông vứt đi, dùng một vài cái phụ kiện nó để xây dựng cái cầu Nam Giao và làm mới bốn cái vài cầu khác để lắp lên. Do chịu tải trọng lớn trong một thời gian dài nên cây cầu sớm xuống cấp. Từ năm 1935, các cơ quan chức năng khảo sát thấy vài bộ phận như khung sườn bằng sắt ở phía dưới bị rỉ sét nặng, nên đã mời tư vấn thực hiện từ các kỹ sư tài danh của hãng Eiffel để tìm phương án tu bổ. Tập đoàn Ancien Etablissement Eiffel sau này được phía Pháp và triều đình mời về để chỉnh sửa cái cầu Trường Tiền trong cái đợt đại trùng tu năm 1935 cho tới năm 1940. Báo Tràng An đưa tin về việc mở rộng cầu Trường Tiền như sau. Mở rộng cầu Trường Tiền là để tiện cho khách đi bộ và các phương tiện đi lại. Trích ngân sách số tiền là 245.000 đồng franc để sửa sang lại cầu. Để có cơ sở sửa chữa, người ta đã khảo sát rất công phu. Như đếm số người, xe cộ qua cầu trong tháng, các chuyên gia quyết định mặt cầu xi măng cốt sắt, dùng trọn bề rộng giữa hai vòng cầu để làm đường xe chạy. Hai lề đường dành cho khách bộ hành phải làm chìa ra ngoài các vòng cầu. Mỗi chỗ trụ cầu phải nới rộng ra, làm chỗ ngắm cảnh cho khách đi bộ. Họ đưa vào những cái chi tiết để mở rộng cái vỉa hè và họ mở ra những cái bao lơn như là cái chỗ để ngắm cảnh mà người Pháp họ gọi là bén với đé, xử lý cái mặt dưới thanh sắt lâu ngày bị hư và đặc biệt là họ tráng nền. Thì ba cái chi tiết đó nó mang lại một cái mềm mại cho cầu Trường Tiền và đó chính là công lao của những kỹ sư tài hoa trong tập đoàn Eiffel. Không phải công ty thiết kế và thi công cầu Trường Tiền, nhưng công ty Eiffel lại ghi dấu ấn sâu đậm với chiếc cầu này, bởi họ chính là nhà thầu thực hiện cuộc đại trùng tu kéo dài trong 2 năm 1937-1939. Cái hàng mà đại trùng tu này chính là hàng Eiffel, cho nên là nó nhập nhằng trong cái nhận thức ban đầu. Và bây giờ ta đã rõ cái thiết kế ban đầu và xây dựng ban đầu chính là hàng Schneider và ông Le Terrier, và đại trùng tu năm 1937 mới là công ty Eiffel, mà lúc đó Eiffel đã qua đời rồi. Đó chính là nguyên nhân khiến lâu nay các tài liệu viết về cầu Trường Tiền đều tưởng lầm là cầu Trường Tiền do hãng Eiffel Pháp thiết kế và xây dựng. Trải qua thời gian, cầu Trường Tiền không chỉ đơn thuần là cây cầu mà còn là chứng nhân lịch sử, là một phần vô cùng quan trọng, là một biểu tượng của vùng đất cố đô. Hành trình giải mã cuộc sống, cầu Trường Tiền và những điều bí mật đến đây cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Giải mã cuộc sống.